Lương của thiếu tá công an năm 2024, mức lương của thiếu tá công an năm 2024 chia thành hai giai đoạn, trước và sau ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cách tính lương thiếu tá công an nhân dân năm 2024 theo công chức, hệ số lương công an nhân dân nhân mức lương cơ sở, hệ số lương của thiếu tá công an nhân dân là 6.0. Với mức lương cơ sở trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương cơ sở là 1,8 triệu đồng thì tiền lương của thiếu tá công an là 10 triệu 800 ngàn đồng. Hệ số nâng lương lần 1 là 6.40, hệ số nâng lương lần 2 là 6.80. Mức lương của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm thiếu tá theo từng lần nâng lương được xác định như sau. Mức lương nâng lần 1 là 1 triệu 800 ngàn đồng nhân 6.40 bằng 11 triệu 520 ngàn đồng trên một tháng. Mức lương nâng lần 2 là 1 triệu 800 nghìn đồng nhân 6.80 bằng 12 triệu 240 ngàn đồng trên tháng. Mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi, thiếu tá công an được nhận mức lương là 14 triệu 040 ngàn đồng trên tháng. Mức lương nâng lần 1 là 2 triệu 340 ngàn đồng nhân với 6.40 bằng 14 triệu 970 ngàn đồng trên tháng. Mức lương nâng lần 2 là 2 triệu 340 ngàn đồng nhân 6.80 bằng 15 triệu 912 ngàn đồng trên tháng.